về đi, tôi không có mướn cô đâu. Anh vô lý vừa thôi, tôi còn chưa nhận được việc nữa. Tôi không có thích cô, mỗi lần gặp cô là tôi gặp phải cái chuyện gì đâu mà. Về đi, tôi không mướn đâu. Thằng cha này thấy ghét thiệt chứ. Nhưng mà mình bị hủy hợp đồng lần này thì tiền đâu mà lo cho thằng Đạt. Rồi còn bị hạ sao trên app nữa. Không được rồi, phải giữ không được mối này. Sao còn ngồi đây? Về đi, tôi không thuê qua đâu. Thì tôi biết là tôi với anh không có mấy cuộc gặp gỡ tốt đẹp. Nhưng mà bây giờ mình lớn rồi, mình cứ làm theo hợp đồng thôi. Lỡ ký rồi. Hợp đồng nào? Ký rồi thì bỏ. Ê anh đừng ngang ngược nha. Tôi ký với anh Khải chứ ký với anh hả? Không có quyền bỏ. Được, tôi sẽ kêu thằng Khải hủy hợp đồng. Ai có cái hay của anh chơi con hả? Ai đầu bắp ơi, cô tới chơi với con này. Đầu bắp, bước qua bên này. Còn cô ngồi yên đó. Tôi sẽ gọi cho thằng Khải hủy hợp đồng. Mày đổi người khác cho tao. Sao? Anh ok mà. Ổn cái gì mà ổn. Con nhỏ đó vừa vô duyên rồi hung dữ nữa. Tao đụng nó mấy lần rồi. Đổi người khác đi. Anh làm được việc mà mày. Mày đừng có thành kiến với người ta quá. Ê, Tao không có thành kiến nha. Thôi mày đừng có trẻ con nữa đi. Anh nhanh nhẹn, hoạt bát, với cả là người có trách nhiệm nữa, đúng không? Hơn hết ý, là Đậu Bắp rất là thích cô ý. Đậu Bắp, đi vô trong phòng. Con chơi cô cái hay vui mà cháu. Đó. Mày thấy chưa? Đậu Bắp thích cô ý mà. Má tao thuê Hân ý là để chăm cho Đậu Bắp chứ phải chăm cho mày đâu. Mày vô duyên. Đậu Bắp nó còn nhỏ, ai chơi với nó mà nó không thích. Tạm bữa nay thôi, nhưng mà mày tìm người khác cho tao. Chỉ có ở phòng khách với phòng Đậu Bắp thôi hả? Đúng. Cô chỉ được phép di chuyển trong hai khu vực đó. Ủa vậy còn toilet sao? Không được đi khi tôi đang ở nhà. Ê em vô lý vừa thôi. Tôi là vậy đó. Làm được không? Không làm được thì nghỉ. Tôi không có ép. Đậu Bắp phòng đâu vậy? Dạ, đây con dẫn cô đây. Đi. Phòng con ở đâu vậy? Có làm được không? Cô Hân ơi, đây là phòng con nè. Ồ, chà. Phòng nít gì đâu mà đơn điệu quá vậy ta. Ngủ dậy cũng không ai xếp chăn giường cho con hết hả? Bừa bổn nè. Bừa bổn gì đâu á. Gọn gàng nữa. Thằng nhỏ nó không có ý kiến thì thôi. Nít nó biết gì đâu mà ý kiến. Nè. Sau này cô với lại Đầu Bắp sẽ trang trí lại cái phòng này. Đậu Bắp chịu không? Dạ chịu, nó mua thêm đồ chơi nha cô. Ok. Dạ. Đừng tự tiện quá. Thì sau này có gì tôi hỏi ý kiến anh chứ? Tất nhiên rồi. Muốn sử dụng đồ gì trong nhà này á thì phải hỏi ý kiến tôi. Tôi không có ở nhà á thì phải gọi điện thoại. Riêng khu vực bếp nghiêm cấm, không được phép sử dụng. Tôi gọi điện thoại á thì phải nghe máy. Không nghe máy á tôi trừ lương. Bấm tắt á tôi đuổi luôn. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.